chị xuống nhận biêu phẩm của Mặt Trời Hy Vọng nhé. À vâng ạ. Thế bạn chờ mình tí nhá, mình bảo cháu xuống lấy nhá. Ngay sau cuộc điện thoại của mẹ với người giao hàng, Minh Đức hào hứng chạy xuống lấy bộ họa phẩm để tham gia cuộc thi vẽ và sáng tác văn học dành cho bệnh nhi. Con cảm thấy rất là vui ạ, vì có một bộ vẽ đầy đủ như này ạ. Bắt đầu vẽ thì con cũng nghĩ là không biết vẽ cái gì, không biết phải vẽ làm sao. Bước đầu tiên luôn là bước khó khăn nhất. Còn hành trình dòng dã 8 năm đi chữa bệnh của Đức thì chặng nào cũng phải nỗ lực để vượt qua. 13 tuổi, 8 năm đi điều trị, không biết bao nhiêu lần lấy ven, chọc tủy, xét nghiệm, cảm giác đau nhói, mệt mỏi và đôi khi cả sự sợ hãi thường trực. Con còn sợ phòng ven nữa, phòng u lên á. Lúc đấy không truyền được nữa mà còn buốt. Con thường suy nghĩ không biết bao giờ mới được về nhà. Nhưng Minh Đức đều kiên cường vượt qua từng bước từng bước. Có lẽ vì vậy em luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Ban đầu còn chưa biết vẽ gì để có bức tranh thật đặc biệt, giờ thì vượt qua cả số lượng mong đợi. 3 bức tranh của Minh Đức cộng với 3 bức tranh của cậu em trai, bố mẹ đã giúp em thiết kế một triển lãm tranh mini ngay tại nhà. Từng dây ni lông của nhà có sẵn, căng lên đây sẽ dùng kẹp để kẹp tranh lên. Cô đang làm gì đấy ạ? Nhà đang đi tìm mấy cái kẹp để kẹp tranh chứ cháu. Đây là triển lãm tranh mini ngay tại nhà của con. Dạ, đầu tiên là con làm theo phòng chống dịch, sau đó là những sự xa cách nhớ nhung khi mà đại dịch hành hành. Bức tranh cuối cùng con chia bức tranh thành hai phần. Một phần là năm 2021 thì có một bố con em bé ở Sơn La đi cách ly về, em cũng bị bệnh giống con. Còn một bên là 2023 thì con muốn nhắn nhủ với bố con em bé là hãy lạc quan trong cuộc sống và cố gắng bước qua đại dịch để em có thể đi chữa bệnh và khỏe mạnh như con ạ. Đức vẫn luôn hồn nhiên và lạc quan như vậy, nhưng chiến thắng được đại dịch lại chỉ là bắt đầu cho một hành trình tìm kiếm lại sự bình thường ở gia đình nhỏ. Mẹ đang nghỉ làm không có thu nhập, bố là lái xe công nghệ, buộc phải ở nhà cả tháng nay. Với gia đình nhà mình như thế này thì để mà bắt nhịp lại được lúc đầu chắc phải mất rất là nhiều thời gian về sau. Thì mình vẫn phải cố gắng để đưa con đi viện, vẫn phải cho con học hành theo đúng lộ trình của con. Nhưng cũng chưa biết là có làm được giống như mình đang suy nghĩ không. Vẫn biết còn quá nhiều khó khăn để chiến thắng Covid-19 và cả sau đó nữa. Nhưng cứ để sự hồn nhiên, lạc quan của các em nhỏ lan tỏa điều tích cực tới mỗi chúng ta. Những bộ họa phẩm như thế này sẽ còn tiếp tục được trao đi đến tận tay các bệnh nhi ung thư và mắc các bệnh hiểm nghèo trên khắp mọi miền của đất nước. Và sau khi nhận được bộ họa phẩm này thì các bé sẽ cùng tham gia vào cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học Vì một Việt Nam tất thắng